Đã Vâng. bắt đầu. Ô tôi chết, bị nhầm bên. OC ở bên trái là team. Vâng, sẽ phải chỉnh lại một chút. Vâng, trận đấu đã vừa được bắt đầu thì theo như hiện nay thì Ben Ten là Protoss màu xanh, góc 8 giờ. Còn OC Protoss màu da cam, không, ra là màu vàng. Vị trí 6 giờ. Màu da cam dạo này lại còn bị mùng màu nữa cơ. Ngay game đầu tiên giữa trận của team đã có một trận PVP. Vâng. Slow. Hai bên rất là giống nhau. À, chúng ta thấy là pylon của OC hơn 1 giây. Hơn nhiều giây đấy, 2 giây đấy, Vâng. 3 giây. Theo như tình hình ngày hôm qua thì có vẻ như là line up của bên team hút trích có vẻ như là hơi 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 lệch so với bên team không hút trích. Tuy nhiên là line up bên đấy rất là mạnh, toàn những game Vâng, thủ. line up bên đấy thực sự rất mạnh, toàn các á quân và quán quân. Vâng, toàn á quân, toàn quân. À, vâng, hai bên probe đã đi scout. Probe của Ben 10 rất là sớm như vậy. Kinh tế theo mình thấy thì vâng, hai bên khá bằng nhau. Tuy nhiên là ga ga của Ben 10 thì đặt chậm hơn một chút, cũng khá nhiều đấy, phải 7 giây đấy. Vâng, cái gì của anh ấy cũng chậm hơn. Có lẽ là anh hơi bị tâm lý khi mà bị anh trai chuẩn bị timing push. Vâng, được tâm mình rất là nguy hiểm. OC hiện nay vừa ăn xong ga nhưng mà vẫn chưa lôi probe của mình vào. Có Probe lẽ của phải OC Harad rất là khó chịu. Vâng, con probe đấy đã bị tiêu diệt. Bụp. Nhưng mà bên ten lại bị chậm Cybernetic Core rất là nhiều rồi, chậm tới mọi người 1 giây, 2 giây. Vâng, hiện nay thì trên resource thì chúng ta có thể thấy là tuy OC ăn ga trước nhưng mà ga của anh ấy đang thua bên ten đến 30 ga thì do gặp phải một lỗi macro khi mà không cho ngay probe vào ăn ga. Tuy nhiên là bên ten thì lại bị chậm cái core rất là chậm kinh khủng. Vâng. Có lẽ là vậy vì lôi probe vào đánh con probe discount của OC mà anh ấy không không đủ tiền đúng lúc để lên Cybercore. Vậy thì trên map này không biết là có hai bên liệu có forget nhau hay không? Vâng. Nói luôn cho các bạn là cái matchup PvP này thì đa số là forget hoặc là forget đánh với cả 3 gate robot. Hiện nay thì OC đã ăn ga 2 của mình và có lẽ sẽ là anh ấy sẽ build 3 gate robot. Mà tuy nhiên là cái ga 2 của anh ấy vẫn chưa cho đủ nông dân vào khai thác. Sổ review này đã thấy trên cái trận đấu với Ken Ken GM hôm trước. Vâng, không, hiện nay thì như chúng ta đã đoán nhầm một chút khi mà OC đã lên Twilight Council. Có vẻ như là anh ấy sẽ quyết định đánh Blink Stalker. Con Stalker của Benten đang đi lẻ, con Zilord đang scout Proxy Pylon nhưng không hề có. Vâng, hiện nay thì Benten cũng đã ăn ga 2 và anh chỉ build có 3 gate. Nhưng mà không biết là anh quyết định build cái gì tiếp đây. Anh ấy Có chưa lẽ đủ là ga để bục. xây cái gì đấy cả. Vâng, 6 vòng tại đây vì là anh đủ ấy rồi. mua nhiều stalker quá. Vâng. Anh ấy mua quá nhiều Vậy là stalker. sẽ combat, sẽ có một lợi thế nho nhỏ. Không xây gì, vẫn chưa xây gì cả. Hiện nay thì Blink của OC đã đi vào hoạt động và đang được Chrono Boost rất là nhiệt tình. Vâng, đây là xong cho cả hai bên. Tuy nhiên nhưng mà hiện nay thì OC đang để khá là thừa nhiều mineral và hơi ít ga so với lượng mineral này để đủ để lên một lượng khá khá stalker. Còn về phía bên tên thì vẫn là 3 gate
có gì cả. Bên này Vâng. có định push với 3 ghét mà không phải 4 ghét không? Vâng, 2 ghét. hiện nay OC mới chỉ có một Stalker. Nếu mà Ben 10 phát hiện ra điều này và anh ấy push thẳng luôn thì OC thực sự là chết luôn. Và OC đã expand. Vâng, khá liều. Hiện Và nay bên tem cũng số vậy. Có vẻ như bên tem sẽ đánh theo tôi vì thấy thì bên tem sẽ gọi là quân đội anh ấy cũng khá khá mà có thể expand an toàn. vâng, theo như hiện nay thì số farm của hai bên thì OC đang thua đến gần 10 farm. Đây Một lệnh đánh là đã xong, như vậy con Stalker sẽ vâng, bị con Stalker sẽ go down rồi. Như bị slow thì phải. Nhìn bị fast. vâng, mình sẽ có một pha push từ phía bên ten. Push này có lẽ sẽ là Vâng, khá có thể nguy hiểm. OC sẽ phải GG ngay nếu mà Ngay lập tức có 3 cm. có lẽ là anh sẽ phải cancel cái Nexus này. Vâng, bên ten rất kinh nghiệm đi kéo kéo lòng vòng. Để tránh việc bị Stalker đứng bên trên bắn xuống. Tuy nhiên là vâng, fog view nhưng mà đối phương có vừa Vâng. đây. Vâng, đánh sợ khi mà vừa hay đã phải cancel. Bây giờ thì bên ten cứ thoải mái về mà macro thôi. Hiện nay thì OC đã đẻ ra 3 con di lọt. Một con immortal. Vâng, một con immortal. Tuy nhiên Booster. là hiện nay số lượng Stalker khá chênh lệch, nhưng mà OC chỉ có 6 con và Ben 10 đã lên 11 con. Tuy nhiên là số lượng ghét của OC có vẻ nhiều hơn. Bên anh có đuổi kịp hay không? Còn Cũng có lợi khá thế khó cho anh. Immortal. À vâng, anh có một con Immortal, một lợi thế rất lớn. Tiếp theo anh ấy lại cứ boost server. Có lẽ là anh nghe định là một pha blink vào main base của Ben 10 rồi. Stalker chiếm Sana Tower. Nếu mà hy sinh hai con Senji, à vâng, con Stalker vừa bị tiêu diệt. Nếu mà bây giờ anh ấy blink lên main base và dùng Senji block ra mà lại không, nhưng mà bên đã lôi Tuy nhiên quân của mình. là bên ten tỉnh táo đem Stalker lên main base. Vâng. Một con observer đi sẽ nhìn thấy và vâng, có Vâng, observer cho bên hai ten vừa observer xuất gặp hiện. nhau. Sai của bên ten có thấy không? Có thể bên ten sẽ bị supply gap. Con observer của bên ten nó mất rồi. Chắc chắn là sẽ mất rồi. Ồ, oh, vâng, cùng người đã mất. Khá là xa xít. Và con sau với con Immortal thì bên ten QQ ngay một con observer. Vâng. Kinh tế hiện tại thì bên ten đang nhỉnh hơn khá. Hiện nay Ben 10 đang dẫn trước với lợi thế hai mỏ của mình, mà OC cũng tuy OC đang công chỉ đánh với một space, nhưng mà anh ấy quân lượng quân cũng khá ít so với cả Ben 10. Và anh ấy quyết định đã ăn mỏ vàng rồi. Vâng, OC nhanh hơn rất nhiều. Hai lần bị Danny con Observer điều khá là khó chịu. Chưa kể con Observer cũng khá đắt khi mà 75 gas. Anh Observer ấy thứ cần phải 3. cẩn thận nếu không sẽ bị bờ linh lên là to đầu. Hai con Observer lại gặp nhau rồi. Vâng, bên ten liệu có phản ứng kịp hay không? Hiện Theo nay tôi thì thì bên Ben bên 10 đã ten nên push. xong Ben 10 thì đã xây xong cái robotic bay Vâng, mà Stalker đã bình lên. vâng, mấy cái này có thể sẽ mất hết năng lượng. Không kịp. Nay Ben 10 đã mua ra con Colossus đầu tiên. Chưa có bên lên. Bên ten không hề phát hiện ra mỏ vàng này thì kinh tế sẽ
Vâng, nhưng mà OC số lượng Harvester hơi ít, và màu vàng này hơi ít. Vâng, Này hai chính có thức gì là là đang Stalker thua đến đi. 10 10 Harvester. Vâng, Quentin không hề check cái xe nào tàu à, rất là lỗi. Một phút sai lầm nhỏ. À OC vâng, anh lại quay lại. Ồ, nhưng lại không lên xe nào tàu à. Ông, nhưng mà chắc chắn anh ấy sẽ phát hiện ra cái mỏ vàng rồi. Vâng. Một con di lọt đã lên đến nơi. Anh không để ý cho lắm. Mỏ ba đã xây. Và một warp prism của OC đã vừa được xây ra. Có lẽ là anh sẽ định là một pha warp in di lọt vào trong main bay của Ten Ten, và trong thời điểm đấy anh sẽ Warp kéo in dài thì bằng vâng sẽ có 4 con. vâng 4 di lọt Con đây di lọt cũng được warp in theo. Sao anh không warp stalker nhỉ? warp đúng là nên warp sucker thì đúng hơn. Observer của OC cuối cùng cũng Vâng. dùng. Và con warp prism vẫn chậm chạy. Vâng, theo như trận đấu tình hình trận đấu hiện nay thì Ben Ten đang hơn hẳn với Marco, với mỏ ba của anh đã chuẩn bị sẵn xong rồi. Vâng, army supply của Ben Ten đang vượt hơn và có lợi thế Colossus. Nếu mà anh ấy put luôn bây giờ thì anh chắc chắn sẽ nắm chiến thắng. Tuy nhiên là OC có lợi thế vừa linh và không biết là có chênh lệch gì hay không. Anh có tới hai Immortal và nếu Immortal Fork và Blink mà focus được con Colossus xuống thì sẽ rất có lợi. Vâng, hiện nay thì upgrade choice của Zilord bên OC đã được một nửa, và có lẽ là anh ấy sẽ kịp upgrade trước khi mà Ben Ten quyết định push. Và liên tục là đợt vâng bây giờ đã có con Immortal tiếp theo, con Immortal thứ ba và chỉ cần ba con Immortal, tuy nhiên nó cũng có con Colo thứ hai cho Ben Ten. Ben Ten đang xây con Colo thứ ba, không biết con Warp Prism đã chạy đi đâu rồi hay là bị tiêu diệt rồi. Vâng, với số lượng di lọt khá nhiều thì đội À đây quân sẽ có pha có tấn lẽ sẽ công chăng. vâng, anh phải lùi lại đợi đợi check upgrade xong đã. Permalan cho cả Ben 10 cũng chưa xong. Vâng, Guardian siêu. Ben 10 không bật Guardian siêu. OC đáng lẽ không nên blink một pha như thế, khá là sai lầm. Tấn công ngay. Không, bây giờ có Guardian siêu và lợi thế có lẽ là thuộc về Ben 10. Tuy nhiên ba cái Immortal vẫn chưa xây sát gì cả. Quát thêm xin lỗi. Vâng, Immortal đang tàn sát. Vâng, Immortal bắn quá đau. Vâng, tất cả Colossus Stalker đã go hạ down quá xuống. nhanh luôn. Bên tay cũng vẫn còn một Vâng, một Colossus vừa ra của OC. Tuy nhiên là nó cũng chưa có hề có upgrade lên. Vâng, sắp xong upgrade lên rồi. 4 5 di lọt nó đang quát ra. Không biết là OC có thể lật được tình thế không. vâng, Stalker được phía sau. Colossus Vâng. thì gây rất nhiều đam. Con Immortal của Ben 10 cần focus vào con Claw. Cần thêm rất nhiều Stalker cho Ben 10. Soccer đang tiến tới, và có lẽ là một good game cho OC rồi. Tuy nhiên ba con Immortal đang tiêu diệt rất là nhanh Stalker. Đang thêm có thêm Zilord Stalker nữa. Cần có một số lượng Zilord để đối phó với cả con Immortal này. Vâng. Ba con Immortal nãy giờ vẫn còn đang sống rất dài và bắn tiếp tục bắn Stalker quá đau luôn. Vâng, ba con mà cùng bắn một con thì thôi rồi. Vâng, Đam có lẽ là 50 gần đam. chết luôn thì phải. Không chết luôn, không chết luôn. Gần chết. Xét theo upgrade hiện nay thì Ben 10 đang là 1-0, còn OC vẫn là 0-0. Vâng, đang có một đợt rất quáp rất nhiều di lọt. OC vào trong và một con Color này. Vâng. Tuy nhiên là anh ấy lại chỉ có kill được 6 probe và lost hết cái chỗ di lọt vừa rồi. Tuy lợi thế mỏ vàng nhưng mà OC lại không tận dụng được và income vẫn là thua. Theo như hiện nay thì bên Ben 10 đang có đến 59 worker supply, còn OC thì chỉ có 40 thôi. Và farm hai bên thì Ben 10 đang vượt 50 farm. Vâng, và cái lượng army supply của Ben 10 thì đã gấp gấp 3 rồi, hiện nay là 60 và 21. Vâng, cái đợt warp in di lọt rất là lãng phí. Anh ấy nên warp một cách thầm lặng.
Hiện nay thì OC đã bắt đầu ăn lại cái mỏ 3 của mình, thực ra là cái mỏ 2 ban đầu. Sẽ có một đợt di lọt vào Havas và OC đã phát hiện ra. Tuy nhiên là main army của Benten sẽ phòng từ khác. Đây sẽ là một chiến thuật dương đông kích tây. Lượng quân của OC quá ít. Nhiên là Immortal vẫn không bị chạm vào. Không. Số lượng Stalker chỉ có 3 con và không đủ để focus chết cái con Pulsar này. Xong cái vâng đã chung game rồi. Ok. Yeah, tỷ số là 1-0 cho Jim. Không hút chích. không hút thuốc. Và theo như tình hình này có lẽ là cầu thủ Benten sẽ phải đánh tiếp trận tiếp theo với một đến từ team Chích Hút.